Ngày xưa chúng nó bảo em là vào đây thì để giai đoạn cô ra cô bác ăn thì chắc là nhiều thứ. Thế xong rồi em hỏi là chúng nó là thế hai cô đấy bán gì? Tưởng là có hai cô, tên là một cô tên là Bắc, một cô tên là Giang. Chai bí xanh đi chị. Cái lại đậu que. Được. Ok. Vậy. Đây là dâu đắng, còn đây là hoa bắp chuối, nấm rơm. Ôi, cái hoa này xinh đấy. Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên bọn mình đến thành phố Hồ Chí Minh và bọn mình đã quyết định đậu. Em làm gì mà như là làm phở bò Nam Định thế? Bọn mình quyết định là vào bếp và làm món lẩu cá kèo. Sau khoảng độ 3 vòng đi chợ, đi khắp cả Sài Gòn thì bọn mình đã mua được, mình nghĩ là gần đủ các nguyên liệu của món lẩu cá kèo thần thánh. Trong đó có hơn một nửa là các món rau. Và nhân vật chính chúng ta, những chú cá kèo. Em tưởng anh quay vào mặt em và nhân vật chính. À đây, đây là hai chú cá ngão và một chú cá chê. Hello. Lần nào vào Sài Gòn thì mình cũng rất thích ăn lẩu cá kèo. Thích cái vị đắng của con cá kèo nữa ấy. Ok. Từ sau cái lúc mà em đúng rồi. Đi ăn để ăn lẩu cá kèo xong rồi em chỉ ăn cái ruột nhỉ. Đúng rồi. Đầu tiên thì thấy rất sợ nhá. Thế nhưng mà về sau ăn ấy thấy chị bảo là cứ ăn đi. Ăn đầu tiên thấy đắng nhưng mà ăn xong rồi thì thấy ngọt thì sẽ thấy là người ta thích ăn con cá kèo ở cái điểm đấy. Thì mình ăn mình thấy công nhận là thấy ngon thật. Nên là hôm nay vào thì sẽ quyết định là sẽ tìm đủ nguyên liệu này với cả học cách làm món này. Bởi vì ở trong này thì mới đủ đồ, còn ở ngoài Hà Nội thì sẽ thiếu rất nhiều nguyên liệu. Công nhận là lúc nãy mình thấy là một số loại rau mình còn chưa gặp bao giờ ấy. Cái món này toàn những loại rau mà kiểu đặc trưng của miền Tây. Cái này là hoa điên điên đấy anh. Hoa điên điển. Ngày hôm nay số bọn mình có một khách mời rất đặc biệt. Đây là một người bạn ở Sài Gòn của bọn mình. Đây. Đây chính là Jimmy Vũ. Nhi thì có một cái lằn ở trên trán ấy, hay gọi là Jimmy một lằn. Các bạn đã xem một cái clip ngày xưa khi ngoài đây của Quân Bếp. Thì có là Quân Bếp đã từng chơi với cả một hội chuyên DJ poker, thì mình là một trong những người đấy. Xin chào tất cả các bạn. Và ngày hôm nay thì sẽ là có Chi và Jimmy sẽ là giám khảo cho món lẩu cá kẹo mình sẽ là nấu đúng vị. Alo. Chưa? Đấy. Bây giờ 9 giờ rồi, hồi nãy em rửa 8 giờ đó. Bạn biết ai không? Máy bay đấy. Máy bay bắt bọn mình chờ. Máy bay đến để nấu, cuối cùng là đến sát giờ thì máy bay bảo không đến được. Bởi vì là máy bay khác đang chờ. Bởi vì là máy bay phải đi về gặp bà già. Em bị lên clip hả? Bye bye Quân nha. Ok, chào chị cả. Hôm nay bọn mình mua đồ cho 14 người ăn. Và bây giờ chỉ còn lại 4 người. Em là siêu phụ bếp. Nhưng mà hôm nay là em là người bản địa cho nên là em sẽ được làm siêu đầu bếp. Ôi giời ơi. Em là siêu phụ bếp. Chính ra chị thấy này rất tình nhá. Đứng khi hành tỏi xong nhìn cá bơi. Nhìn cá bơi giá bây giờ có bật một cái bản nhạc bolero miền Tây nữa thì ôi xời ơi. Lần thứ bao nhiêu chị nấu cho em ăn rồi nhưng mà em vẫn cảm động. Hai chị em bắt đầu khóc thút thít rồi các bạn ạ. Thực ra là vì thái hành cay quá. Đây là chiếc áo phông mới mua của Hải Yến, rất đúng chân các bạn ạ. Phân tham. Chiếc áo với 9 khuôn mặt. Và phân tham. Ồ, chiếc homestay này cũng rất là sẵn dao với thớt nhỉ. Chứng tỏ là người ta cũng khuyến khích nấu với nấu ăn ở nhà đấy chứ. Nhất là lẩu cá kèo luôn. Anh nghĩ là phong cách miền Tây mình nên nhẹ nhàng hơn một chút em. Bây giờ chúng ta sẽ chế biến gia vị. Ở trong này thì homestay không có cho nên bọn mình đã phải mua rất nhiều những gói nhỏ. Có một cái công thức tỷ lệ gì cho nó vừa không phải? Gia giảm tùy theo khẩu vị. Đúng đấy. Từ nãy giờ là xạo hơi nhiều. Bây giờ mình sẽ rất chi là nghiêm túc với món lẩu cá kèo mà mình rất yêu thích này. Thì với món lẩu cá kèo hôm nay thì mình đã mua được những nguyên liệu như sau. Ở trong này là có hành tím này, tỏi băm này, cá chua này. Lá giang là một thứ không thể thiếu trong món lẩu cá kèo vì lá giang rất là chua. Người ở trong Nam thì họ hay dùng lá giang để ăn lẩu á. Dứa này, ớt đỏ, nấm rơm thì để cho vào lẩu vì là mình thấy nấm rơm trong này rất ngon, rất béo. Các loại rau thì ở đây có bắp chuối thái này, rau ngò gai, rau ngò ôm, rau muống. Đây là rau muống, chỉ có thân rau muống thôi, không có lá này. Đây là rau rút ở ngoài nhưng mà rau này thì ở trong này họ gọi là rau nhút.
Bây giờ nó nóng, nó nóng thì anh tôi anh rửa lẫn lộn vào đây rồi. Về gia vị, các loại gia vị thì có dầu ăn, nước mắm, đường, mì chính, là bột ngọt ấy, với cả bột canh. Và đây là một bột sa tế để nếu mà có thiếu canh thì cho vào. Me khô. Ra là cái me này còn phải để lại một ít để tí nữa mình làm mắm me đúng không? Trong một loại mắm me mà nó hơi ngọt ngọt để chấm. Cũng là một cái cô gái rất chi là miền Tây. Đấy. Các bạn không biết là hồi cấp 2 biệt danh của Hải Yến là người đẹp Tây Sơn. Cái gì anh ấy nói thì em hãy trừ đi 75%. Đấy, sau khi vớt bọt thì trước bước nêm nếm gia vị thì chúng ta sẽ bỏ lá rang và bỏ vào để ăn cho nó lấy vị chua ấy, mà đây như rau thả lẩu luôn. Nào bây giờ sẽ đến bước nêm nếm gia vị thì chúng ta sẽ cho vào đây một số lượng tùy ý, sau đó chúng ta nếm đến khi nào vừa miệng thì thôi. Một thìa bột ngọt, đường, món này cần rất nhiều đường bởi vì món này ăn là sẽ có vị ngọt ngọt. Sẽ cho vào khoảng từ 50 cho đến 60 gram đường, và mình đã mua được 3 miếng đường nhỏ nhỏ như này. Cứ đường này trông xinh đấy. 2 thìa nước mắm, 2 thìa đây, 2 thìa này là 20 gram. Rồi mình đã cho vào đây 2 nhánh sả con để cho nó có mùi thơm hơn. Bây giờ thì sẽ nếm thử nước dùng. Wow. Nghi ngút. Tấn công. Ngon lắm. Chỉ cho siêu đầu bếp bên kia. Được đấy, có vẻ là anh thấy đậm đà dần rồi đấy. Đậm đà hả? Đấm vào, với cả là... Hoa điên điên ăn tái. Rồi. Cảm ơn em gái Tây Nguyên nhé. Bây giờ là chỉ còn một công đoạn cuối cùng. Đấy là đợi sôi thêm một tí nữa thì sẽ cho cá kèo vào. Bây giờ sẽ chuyển sang công đoạn là làm mắm me. Vì lẩu cá kèo này ăn với mắm me rất ngon. Đầu tiên món thì có một loại nước chấm riêng. Em có một cái thắc mắc là từ nãy giờ cái nồi này mình bỏ rất nhiều cái chua nhá. Cả dứa, cả cà chua, cả me, cả lá rang. Mà sao nó vẫn không chua lắm nhỉ? Không, nó có chua đấy. Lẩu cá kèo phải chua chua như thế chắc là nó mới đúng vị. Nên em thấy thế. Thực ra là cái liều lượng thì các bạn có thể nêm nếm theo cái khẩu vị của mình. Một thìa đấy thôi, đấy đấy. Em cứ cho thìa đầy ấy. Ngon dã man luôn. Ngon chứ còn ngon hơn cái làm sao nhỉ? Còn này là còn hát mẹ khen hay luôn. Còn hát mẹ khen hành. Còn diễn khác. Còn hát mẹ khen hành. Chị hành chị em như này. Cho em thề luôn ngon lắm. Chị thấy rất là khen nhau là không ạ? Một người đẹp Tây Sơn gặp một người đẹp Tây Nguyên. Này anh ăn thử xem, ngon lắm luôn đấy. Nồi lẩu đã sôi rồi và đây là công đoạn cuối cùng sẽ dành cho anh Quân, đấy là thả cá kèo vào nồi. Anh phải đậy vung thật nhanh. Ui, nhảy lên á. Wow. Đợi một lát thì sẽ ăn được luôn. A few moments later. Wow. Ui, nhìn cái nồi to vậy. Bởi vì là ở đây không có bếp lẩu cho nên là đun sôi ra ngoài ngồi đây ăn luôn. Tuyệt vời. Chán chưa? Có đồ bùng này. Sửa bếp. Cheers. Yeah. Đây chi Quỳnh Chi thì mặc dù là người gốc Bắc nhưng mà cũng em để ở Sài Gòn đúng không? Mà để cho còn Nhi thì cũng đã ở trong sống trong Sài Gòn, sống làm việc trong Sài Gòn được mấy năm rồi. Ba năm rồi. Nghĩa là món này thì hai người này đã ăn rất nhiều rồi, cho nên là hôm nay sẽ mời hai bạn này đến để kiểm chứng. Hôm nay là siêu bếp, còn chị là siêu phụ bếp. Ngon quá anh ơi. Đây cá ngon đấy, tưởng đắt mà không đắt đâu, ăn ngon lắm. Cá nục ngọt nhỉ? Ngon. Mẹ bình thường ăn lẩu cá kèo thì là khoảng bao tiền người ở ngoài hàng nhỉ? Tầm 150-160 thôi. Thế là hôm nay bữa cá kèo này mình mua chưa hết 300 nghìn đúng không? 4 người ăn. Cái chỗ này thì có thể đủ cho khoảng 2 người ăn nữa cũng đủ nhỉ? 5 người ăn. Đây mình vẫn còn 8, 6 người ăn. Nước lẩu rất ngon đấy. Wow. Đây, đã thử. Quên nhất, quên mình phải chấm mình lại, quên mình phải chấm cá kèo vào trong mắm me. Me đúng rồi, chấm mắm me là rất vừa. Rất ngon các bạn ạ, thật là ngon. Ngon thật đúng không? Ngon thật. Không bị chua quá, không bị mặn quá. Rất là ngon, điểm 10. Thành công rồi chị ơi, em thử thành quả đi. Điểm 10. Nước này độ chua vừa phải, độ ngọt vừa phải, độ mặn vừa phải. Rất vừa miệng, tuyệt vời. Chị Yến phải làm lẩu ở đây, bà huyện thông quan, không bán khách. Cá rất là ngon, cá núp này. Mềm, ngọt, và thật, cá tươi mình mua. Ngày hôm nay là chưa đến 400 nghìn cho 4 người ăn thoải mái luôn ý.
Mà các bạn biết không, món này ở trong Sài Gòn thì có giá 100.000 một người thôi. Đi ra ngoài Bắc, ngoài Hà Nội ăn ấy, cái món này rất đắt mà cũng hiếm chỗ nào ngon ấy. Bởi vì là nguyên liệu ngoài Bắc, những cái nguyên liệu mà rau này, rồi những cái lá và cái hương vị gia vị đặc biệt ở trong cái món này ấy, ở ngoài Bắc không sẵn. Cho nên là khi vào đây ấy, mới mua được rẻ như thế. Hy vọng là ngày hôm nay video này sẽ cho các bạn thêm một công thức nữa, để khi nào mà tìm thấy những cái loại gia vị này thì các bạn nhớ là hãy làm thử món lẩu cá keo cho cả nhà ăn thử. Đúng là ngày hôm nay mình thấy là cũng không quá khó đâu. Quan trọng nhất là đi chợ mua được đủ đồ, đủ gia vị. Và cá kiểu phải tươi, làm sẽ rất ngon. Đó, các bạn, nếu mà các bạn thắc mắc là cái rổ rau ấy để làm gì, thì bây giờ sau khi quay xong mình sẽ bật lên bếp và bật đủ rau rồi mang lên lại ăn tiếp. Bây giờ thì tạm biệt các bạn, bọn mình ăn tiếp đây. Và nhớ theo dõi series tiếp theo của bọn mình trong chuyến du lịch ở Sài Gòn này nhá. Chắc là sẽ còn 1-2 video gì nữa đó. Nếu mà các bạn nào mà muốn làm quen với cả con máy này thì cũng để lại bình luận nhé. Nó single và available, đăng ký rồi. Rồi, xin chào các bạn và bây giờ mình ăn tiếp.